Ok. Rồi, nhưng bây giờ Thế này trước. tại cứ vừa vừa lái xe mà vừa nói chuyện nên nhiều khi nó rất là Không nguy sao hiểm. đâu, không sao đâu, chuyện được, nói chuyện được. Cái chú gì hồi nãy lên nói là đất nước Việt Nam yên bình phát triển. Yên bình Vâng. chỗ nào? Người Vâng. dân trong nước á thì Bây suốt giờ cuộc này, đời luôn. xin lỗi, bây giờ mình trả lời là yên bình là đất nước hiện nay không có chiến tranh mà không có khủng bố. Tất cả các thứ trong một đấy hiện nay nhá, thế giới đánh giá Việt Nam nhá. Tức Người là dân trong nước á là sống một trong trong sự năm sợ nước. sệt, Một trong sống năm trong cái sự nước. sợ sệt, đúng không? Lúc nào không biết ra đường, nhà đất đất này không không biết lúc nào nhà nước lấy nữa, rồi đời sống có đủ chất lượng không? Có chất lượng thoải mái Người nhá. dân có người dân có đi, có khi nào mà được đi du lịch giống như là như mấy mấy anh là đảng viên hay là mấy giống như người dân bình thường nè, Bây không giờ mà suốt cuộc này, đời luôn bây không giờ bao này giờ thôi được đi lên một thôi. chiếc máy bay. Bây giờ này, anh hỏi em. Bây giờ như ví dụ như là anh là dân thường hay là cán bộ hay là cờ đỏ hay là dư luận viên. Cho phép trả lời. Anh hỏi em. Ví dụ như bản thân anh là gì? Theo anh Anh á, anh ừ. theo em nghĩ nha, theo em nghĩ anh á, thứ nhất á, nếu mà anh không phải đảng viên á thì ba Ừ. anh, ông nội anh, ok anh á, rồi Anh sau này á, anh móc nối với những cái người trong chính quyền á, anh làm ăn anh mới đi lên, chứ dân nói em ngu này. cu đen á là suốt đời luôn không Anh bao nói giờ em. mà đi đâu được hết á, Rồi, bây giờ ok. anh giới thiệu sơ qua, anh giới thiệu sơ qua. Ông nội anh không là đảng viên, ông già anh không là đảng viên và anh không là đảng viên. Anh là người dân bình thường. Bây giờ ở một đất nước nào thế thôi, ví dụ như em hiện nay đang sống ở Mỹ, em Người phải dân bình phấn thường mà đấu học hành nọ kia tất cả thứ. người dân bình thường mà không biết móc nối với chính quyền á là suốt cuộc đời không bao giờ ngóc đầu lên nổi, Rồi, ok bây giờ anh đó. không không mắc lỗi chủ quyền. Anh Ừ. là kỹ sư hàng hải. Anh sống bằng đồng lương của anh sống bằng sức lao động của anh và đôi bàn tay của Ok, anh. đồng lương của anh á, nếu mà anh làm được, xem đồng lương chân chính của anh á, anh làm nó thiệt cho một tháng không quá 10 triệu, Anh nói em nếu mà này, thật sự như vậy đó. cho nên là em không hiểu gì về cái tình hình đất nước Việt Nam và con người Việt Nam cả. Những người công nhân hiện nay bình thường thôi, công nhân bình thường nhá, người ta chỉ có Anh tay biết nghề người bình dân thường á, thôi người dân là bên Việt lương tháng Nam đã á, 10 triệu rồi, còn bọn anh người kỹ sư dân bình nhá, bọn anh thường á, bảo người tư ta nhân sống hay cực là khổ anh biết không? Mình sống ở mình phải đây. suy nghĩ cho người, mình sống mình phải nghĩ cho dân tộc quê hương, đừng có nghĩ cho mình sướng rồi, rồi mình không suy nghĩ cho người khác, vậy là quá ích Rồi. kỷ, ok? Rồi bây giờ Em hỏi nói tại này. sao em nên lên đây em nói chuyện như vậy phải không? Không, bây giờ này anh hỏi em bao nhiêu lâu rồi chưa về tới nước Nam? Nói ở đây phải nói thật chứ đừng có dối lòng mình. Bao nhiêu Hai lâu năm rồi rồi? em, 2 năm rồi em không về anh Bằng, hai Bây năm giờ rồi. này, anh Nhưng nói mà em em nhá. biết tình hình Việt Nam phải không? Thì Xin tại mời sao em về lên đây lại em phải và gào thét như vậy? Nếu mà thực sự ra có thể chế dân chủ thì nguyên một dân tộc Việt Nam sẽ thay đổi mọi mặt luôn, từ kinh tế cho tới giáo dục, ok? rồi bây giờ nói nữa, cho nói thêm một câu nữa rồi anh sẽ đưa xuống cho mọi người lên phản biện. Rồi nói tiếp câu nữa, Thì theo em thể nói chế là dân ok, chủ. bây giờ nếu mà thực sự ra có thể chế dân chủ thì Việt Nam sẽ thay 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 đổi mọi mặt luôn, từ kinh tế, môi trường, từ bất cứ là cái gì là Việt Nam sẽ đi lên mọi mặt luôn, từ những người dân đi làm là cái đồng tiền nó sẽ nâng lên. Lý do tại sao em nói vậy? Có thể chế dân chủ thì phải có nhân quyền, có nhân quyền thì châu Âu, châu Mỹ nó sẽ làm ăn, mình được làm những cái mối làm ăn ở châu Âu hay châu Mỹ á, cái đồng tiền đồng lương á nó mới khá lên. Còn nếu mà Rồi, không có dân chủ á thì phải lại thuộc Trung Quốc hoài làm ăn với nó, thì đồng tiền nó làm mình suốt rồi bài. được cả hai mươi là thôi được rồi, em xuống, anh sẽ đưa người lên phản biện em. Rồi, cảm ơn anh. Đấy, bây giờ cái tư tưởng các bạn đấy, bây giờ các bạn bảo là ví dụ như là phải có cái thể chế dân chủ thì nói chung là ví dụ đất nước mới phát triển được. Rồi, em xin mời anh Trần Thành Trung. Mình phản biện quá dễ nhưng mà thôi đưa anh Trần Thành Trung lên, mình sẽ bổ sung cùng anh Trần Thành Trung. Em mong mời. Rồi, bạn khoan đây, bình tĩnh. Đấy, đấy là những tư tưởng của những người đấy. Vâng, xin mời anh. À, anh vừa vào xong anh nghe được có hai câu thôi, để cho Vâng. anh trả lời con này nhé. Dạ. Nếu nó nói là nếu Việt Nam có thể chế nhân quyền đúng không, thì thường Dân hỏi chủ, nó thế giới đang dân sống ở chủ. đâu. Ở dân chủ thì Việt Nam hiện nay nó quá thừa dân chủ, Vâng. quá thừa quyền con người. Tất cả đảng nhà nước, những cán bộ lãnh đạo trung ương, đảng cử và dân bầu là dân chủ. Còn nhân quyền thì tôi không cần nói đến nhân quyền. Một Việt Nam hiện nay nhé, là thành viên chính thức của Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Được chưa? Mà trong khi đó, Mỹ đã rút khỏi Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
thì hỏi Việt Nam có nhân quyền hay Mỹ có nhân quyền. Cái thứ hai, nếu nói Việt Nam có dân chủ nhân quyền thì đất nước có anh trả lời ngắn gọn cho tao. Vâng, vào cái trọng tâm một tí. Đấy, đấy nhá, chỉ cần trả lời hai thế là có dân chủ nhân quyền. Cái vấn đề thứ ba nữa là nó kinh tế phát triển, mày nếu mày phải đưa ra một cái phương hướng phát triển đất nước để làm thế nào để cho dân giàu nước mạnh sau công bằng văn minh mà hiện nay Việt Nam đang thực hiện. Ok, xin lỗi anh, như này bây giờ nhá, anh cho em bổ sung một tí nữa. Bây giờ ví dụ nó bảo là có như hiện nay có thể chế dân chủ nhân quyền thì các nước ở bên kia người ta mới đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay tất cả các nước ở trên thế giới hiện nay đã có như là đã đầu tư vào Việt Nam. Và em nói với anh vào nhấn mạnh một cái nữa là tốc độ phát triển về kinh tế của Việt Nam trong 10 năm gần đây là một trong 5 nước tức là phát triển nhanh nhất thế giới. Chứ bây giờ ví dụ đổi một thể chế dân chủ nhân quyền thì mình coi như phát triển kinh tế kiểu gì nữa, đứng thứ một à hay đứng thứ bao nhiêu? Đúng rồi. Cho nên những cái tư tưởng của chúng nó chỉ nhìn vào trước kia là các nước cho tiền cho của, không cho cái gì hết đấy, anh hiểu không? Bây giờ là đều tự lực tự cường, tự ấy. Bây giờ tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam đứng thứ, tức là em nói anh nhá, phát triển kinh tế một năm ấy, GDP là 6.81% năm 2017 là coi như là thuộc dạng một trong năm nước phát triển coi như là nhanh nhất ở trên thế giới bây giờ, đúng không? Còn Việt Nam hiện nay như anh nói về dân chủ dân quyền thừa, tức là thừa dân chủ mà tự do quá sớm. Đấy. Anh nói về dân chủ một tí nhé. Vâng. Việt Nam là một nước nhé, là một nước đa dân tộc và đa tôn giáo. Dạ. Tất cả các dân tộc và tất cả các tôn giáo Việt Nam đều có quyền hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Và chịu sự pháp luật, tôn trọng pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta không bài trừ tôn giáo, tất cả các tôn giáo đều hoạt động, thấy đấy là dân chủ, đúng không? Đấy là dân chủ. Còn nhân quyền thì tôi trả lời đúng rồi, tất cả mọi người ta đều quyền được học hành này, được ăn chơi, được làm việc, được mưu cầu hạnh phúc. Việt Nam hiện nay đang thừa dân chủ nhân quyền. Mà trả lời một câu chuyện khác đây là hiện Việt Nam hiện nay đang là nhân viên chính thức ở hội viên chính thức của tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc, mà Mỹ không có ở trong tổ chức nhân quyền thế giới. Hỏi nó xem Việt Nam nhân quyền hay là Mỹ nhân quyền. Ok, anh xuống cho người khác lên. Vâng, rồi, cảm ơn anh. Rồi em xin mời anh cứ xá Duy Tân. Vì lần trước không mời được anh, lần này em mời anh. Rồi các bạn chờ chút nhé. Hiện nay rất nhiều bạn muốn xin lên. Rồi em đang mời anh cứ xá Duy Tân. Anh Bằng. Vâng, xin chào đồng chí. Xin lỗi anh nha. Rồi. Mình đang ở công ty. Thật ok. Mình che mặt đi. Thì như ban nãy nghe Jason nói nước Việt Nam mình phải có đảng viên này kia thì mới khá được không anh? Vâng, mới giàu. Chứ hỏi tôi, nhưng mà tôi khẳng định là tôi không phải đảng viên, bố tôi không đảng viên, ông nội tôi không phải là đảng viên. Đấy. Nhưng mà anh là đảng viên thì cũng có sao đâu. Vâng, để cho mình chứng minh cho nó. Để mình nói như thế này. Vâng. Cái này là chứng minh, tại vì nếu mà mình cứ lên mình thảo luận, tranh luận mình mới nói chứ. Dạ. Phải là đảng viên này kia hay là con ông cháu cha thì mới khá được, thì cái thằng anh mày nó cũng nói được. Vâng. Hay là cái thằng nghiện ngập ngoài đường, nó đi ngoài đường nó cũng nói được. Nhưng cái quan trọng là có ai muốn nghe nó hay không. Đúng. Có ai muốn nghe nó không. Nói kiểu đó thì anh mày nói cũng được. Nói phải có bằng chứng, lại phải có lập luận. Nói cái kiểu mà ban nãy cái ông gì nói nghe chán lắm. Rất sợ bồi. Bây giờ này, thực tế là cậu này, tôi nói với anh là cậu ấy rất trẻ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cậu có một cái nhận thức về Việt Nam rất chẳng kém. Trẻ lắm. Vâng, rất là kém. Cậu ấy trẻ mà. Vâng. Không trẻ lắm. Trên 18 tuổi là không trẻ. Nhìn các bạn. Vâng, đúng rồi. Dạ. Nhìn mặt không trẻ. Nhưng mà cái nhận xét nó quá yếu kém. Vâng, quá yếu kém. Nhưng mà nếu mà yếu kém như vậy, mà cứ lên, mà cứ quăng lên bàn. Quăng lên bàn một cái gì đó, xong anh cho là mình quăng lên bàn cái câu đó là tất cả Việt mọi thứ đều là đúng hết, cũng được.
để mình trả lời thế này ha. Vâng. Mình có bạn mình á, ở bên Việt Nam, nó mình là bạn học từ hồi mà còn trẻ, thì nó chả có con ông cháu cha một tí gì hết, mà bây giờ nó đang là đại gia, tại vì nó thông minh, nó biết cách đúng làm thương mại, nó là gọi là gì ta, nó là độc quyền nhập khẩu giấy nhám từ Đức với lại Nhật. Là lý do tại sao nó giàu là tại vì nó thông minh, nó biết cách làm kinh tế, cộng với lại cái nhà nước Việt Nam cho phép nó làm cái đó. Nếu mà cái môi trường mà không cho phép nó làm, nó thông minh nó cũng phát triển được, mà cái môi trường này cho phép nó phát triển, mà nó phát triển lâu rồi, nó phát triển cả hơn 20 năm nay rồi chứ không phải mới đây nữa. Rồi hàng thứ hai nó làm về giống như là nó thêu áo thun, áo gì, áo polo, nó thêu phù hiệu này kia lên, nó cũng phát triển. Rồi có một thằng kia thì không làm kinh tế nhưng mà đi dạy học, dạy tiếng Anh, cũng rất là phát triển, mà thằng đó thì lại không đóng một thuế nào hết. Dạ. Nhưng mà thằng đó thì hơi hơi có tư tưởng chống đối đó, nhưng mà mình cũng nhiều khi mình không đồng ý thằng này, tại mình nói chứ mày từ hồi mày đi làm giờ cả mấy chục năm nay mày không đóng một đồng thuế nào hết, mày rất là khá, mày xây nhà rất là khá ở vùng Tân Định, mà mày cũng vẫn phàn nàn về nhà nước này nọ mà mày không đúng. Ok, thì ý mà nói tất cả những thằng bạn mày đưa ra là còn nhiều nữa mà mày không có đưa ra hết, nó chả liên hệ một tí tới con ông cháu cha hay là đảng viên gì hết. Dạ. Nhưng mà mình có một thằng, mình cũng có bạn nó là đảng viên, nó đi qua đây chơi thì nó lãnh một lương tháng là khoảng 10 củ hay là 15 củ thôi, tại nó thâm niên, nó làm lâu năm. Dạ. Thì nó mấy củ gì đó chứ nó cũng không có giàu. Đảng viên nó không giàu. Đảng viên mà không biết làm kinh tế làm sao giàu được. Dạ. Nói chung là người nào mà không biết làm kinh tế không giàu. Cho nên cái anh gì bạn nãy nói chán quá, cứ bao nhiêu đó nói đi nói lại, nói đi nói lại hoài. Dạ. Tại sao ông nói như vậy mà ông không thấy mệt ha? Đấy, ngạc nhiên. Mà không lẽ mình mù hay sao ta? À, mình ngạc nhiên. Cho thằng xin lỗi, tôi cho thằng này xuống hầm cầu, mất dạy vào cái nhà chửi Hồ Chủ tịch. Chả lẽ ngày nay cái thông tin nó rất là dễ, nó đủ các tất cả thông tin để mà mình tìm hiểu về một cái môi trường nào đó, ví dụ Việt Nam. Ví dụ như mình có thể đánh Google, mình search hay là này kia, hay là mình lên YouTube, hay là mình lên Facebook, mình nói chuyện thẳng với người dân ở bên Việt Nam, như là nói chuyện anh bằng này kia, họ cho mình thông tin, thì mình cứ bịt mắt, bịt tai, hết tất cả lại, mà mình cứ suy nghĩ theo cái trí tưởng tượng của mình, cái trí gọi là hoang tưởng của mình. Vâng. Là mình nghĩ chứ, Việt Nam nó rất là nghèo đói. À, bây giờ nãy giờ mình nói không liên hệ tính trị, chính trị, mà nãy giờ mình nói chỉ liên hệ đấy. Mình đến cái lập luận này, mình phải có logic. Mà mình nói chuyện nó chưa nói chuyện đến chính trị mà cái đầu óc mình hoàn toàn không có logic thì chắc là không thể nào nói được rồi, phải nói chuyện được. Bây giờ ngày mai mà anh cho cái anh kia lên thì cũng nhiều đó anh nói thôi. Nói chung là bất cứ cái gì anh bằng nói, cả mấy tháng nay mình theo dõi hình như không nghe, thì chỉ muốn nói thôi. Vâng. Không nghe một câu nào hết, bất cứ một người nào từ Trung Vũ cho đến Bình Dương tới Duy Nguyễn tới anh nói, họ không nghe một câu nào hết. Nhưng mình nói cho mình có dẫn chứng để chứng minh mà nó cũng không nghe. Bảo là đây lái, là lái xe mắt nhìn đi đâu rồi thằng cha Hồng Phạm đứng nhìn nghe nói, thật ra nó không nghe gì hết. Nó đang suy nghĩ để nó nói cái gì. Nói chung là không nói, nó không nghe gì hết. Như vậy thì mình có đáng để nói chuyện nữa không anh? Cho nên thấy rất là mệt. Giờ cho mình nói thêm một câu cuối cùng trước khi mình xuống không? Bất cứ cái xã hội nào cũng đều có người nghèo, người giàu. Không có một xã hội nào mà không có. Vâng. Không có thể có một cái xã hội nào mà không có người nghèo. Nếu mà xã hội nào mà không có người nghèo thì cái đó không gọi là xã hội nữa. Đúng rồi. Cái đó là cái nơi nó bất bình thường. Yeah. Tại vì nó phải có người nghèo, người giàu thì mới có người làm công việc này, công việc kia. Mà cái lý do người nghèo á, mình đừng có quy chụp á, lý do mà nghèo là tất cả mình chỉ ngón tay đổ thừa cộng sản hết. Là do xã hội. Không có, nó có nhiều lý do. Nó nhiều lý do mình làm ơn mở cái đầu mình ra. Ví dụ như một người ta nghèo đi, làm sao mình biết được tại lý do tại sao. Ví dụ như nó có gia đình, nó có vợ con đàng hoàng ấy, mà lo nó cứ đi nó cá độ
đá banh hay gì đó, nó thua hết cả tài sản, thành ra nó đưa gia đình nó vào cảnh nghèo. Anh hiểu không? Nó chỉ là một ví dụ là tại sao nó nghèo. Làm sao mà tự nhiên cái thấy nó nghèo bây giờ là đổ thừa là tại cộng sản được. Vâng. Mình phải đi tìm hiểu tại sao nó nghèo. Vâng. Tuy nhiên trong một cái đất nước chiến tranh ấy, thì có rất là nhiều người nghèo là tại vì cái xã hội nó như vậy. Nhưng mà ngày nay Việt Nam mình không nằm trong cái diện đó nữa. Không nằm trong cái diện mà chiến tranh hay gì mà ai cũng trông thấy nước Việt Nam phát triển. Mà mình cố tình mình bịt mắt, bịt tai mình lại. Mà mình lại phang ra mấy câu đó. Mà khi mình phang ra câu đó mình muốn người ta phải đồng ý với mình hả? Sao người ta đồng ý được mình? Mình thấy ngạc nhiên. Rồi một câu cuối cùng mình mới nói. Người người ở bên này ấy, họ nói chứ. Ồ ok, Việt Nam bây giờ phát triển nhìn thành phố lớn vậy á. Nhưng mà anh đã đi ra miền quê chưa? Anh đã thấy miền quê nó như thế nào chưa? Mà nói như thật á. Và thành ra khi mà họ nói với tôi câu đó đó anh bằng. Mình nói thẳng. Xin lỗi nha. Anh đi về miền quê chưa? Anh cũng đâu đi về miền quê đâu. Vâng ạ. Anh cũng ở Mỹ, anh còn không về Việt Nam nữa mà anh ngồi nói tôi ít nhất tôi còn về Việt Nam mấy lần. Yeah. Anh chưa về Việt Nam nữa mà anh hỏi tôi chứ đã về miền quê chưa? Nghe thôi như kiếp. Nghe khó có nghe. Thôi mình xuống không? Vâng, xin chào. Rồi xin chào, cảm ơn anh Bằng nha. Rồi xin chào Nguyễn Việt. Em chào cả nhà. Tức là em thì đáng lẽ em cũng lên nhưng mà em thấy cái cậu hồi nãy ấy, cậu âu trí quá. Cậu thực chất là cậu không biết gì về thông, cậu mù tịt về thông tin trong nước. Mà em không, thì em trả lời. Vâng. Thì cậu bảo là cậu về coi như cách đây 2 năm mà không biết cậu nói thật hay là dối. Cách đây 2 năm thì cậu về ông cậu bị mắt mù, nói thẳng là như thế. Nhưng mà có khả năng tin như thế này, cậu hiện nay cậu nói cái tầng lớp mà nó nghèo. Để em nói cái đã, để em nói mấy cái lập luận nhá. Rồi, đấy, okay. Em trả lời thẳng luôn câu hỏi, đúng không? Cậu bảo là bây giờ làm nhân dân Việt Nam ở nhưng mà bảo không biết là đất lúc nào mất lúc nào không biết đúng không? Đúng rồi. Tất cả các cái dự án để phát triển kinh tế thì lúc đền bù người ta lấy đất chỗ này người ta phải cung cấp đất chỗ khác bằng hoặc hơn chỗ cũ. Cái đấy là bạn không thể cãi được, đúng đấy rồi. Là chính sách của nhà nước. Thứ hai, bạn đã nói ở Việt Nam những người dân ngu thì không bao giờ ngóc đầu lên được. Xin lỗi bạn, đã ngu thì ở Mỹ cũng khổ, cũng chết. Chỉ có cung trăng thì tôi chưa biết thôi. Nó nói thẳng với anh Bằng như thế, quan đục của anh công nhận không? Đã là người ngu thì ở Mỹ hay là ở bất kỳ đâu đã ngu là đều khổ, đúng không? Thứ hai, bà bảo là bây giờ tôi nhìn bạn ấy, bạn bảo là những người bình thường cũng lên được. Tôi thấy bạn hồi nãy ấy, thì bạn đang ngồi lái một cái xe tải. Thế bạn ở Mỹ bạn đã ngóc nổi lên đầu chưa? Nói thật với bạn, bây giờ ở Việt Nam đi lái xe tải thuê như bạn 10 15 triệu ít người làm. Tức là người ta cũng không thích làm mà người ta làm những cái nghề khác nó nhẹ nhàng hơn đã kiếm được 10 15 triệu. Mà bên ở Việt Nam 10 triệu là sướng hơn bạn ở bên đấy 50 triệu. Đừng có tính cái chuyện là tôi làm được một tháng 50 triệu mà ở Việt Nam làm có 10 triệu, nhưng mà cái cuộc sống của 10 triệu ở Việt Nam nó bảo đảm hơn là 40-50 triệu ở Mỹ, anh công nhận không? Bởi vì cái bánh mì của mình là con 5.000, nhưng ở Mỹ là bao nhiêu? Gần 150-200.000. Thì bạn cứ nhân cái tỷ giá sức mua về cả cái gì đấy thì bạn biết. Cho nên là bạn muốn nói gì, muốn lên thì bạn phải nói là phải có căn cứ. Đấy, phải có căn cứ. Chứ còn bạn đừng có bảo là người ngu không ngóc đầu lên được. Bây giờ ở đâu mà ngu mà chả chết. Còn ở Việt Nam bây giờ chính sách mở cửa, nhà nước không cấm bất kỳ ai cả, không kể là đảng viên hay là nhân dân gì hết. Thậm chí đảng viên còn hạn chế được, hạn chế hơn cái đúng. Chuyện không tự do làm giàu bằng nhân dân, đúng không? Đúng. Người dân bình thường ai có tài, ai có năng lực thì nhà nước đều là tạo điều kiện cho phát triển. Rồi chú Phan chờ chú Phan. 50 không phải bằng 10 triệu, 50 triệu mà anh sống ở Mỹ còn chật vật hơn 10 15 triệu ở chúng tôi. Nói thật như thế, ở bên đấy thuế nhà, thuế đất, thuế các kiểu, ta được cái gì cũng tiền mà giá thì đắt đỏ. Cho nên là đừng có nghĩ rằng cái số tiền đấy mà các bạn cứ gửi về được ở bên đấy là được nghìn đô vài nghìn đô, bắt đầu nghĩ ở bên đấy là lương là cao sướng. Bây giờ nhá, mình hỏi Nguyễn Việt xem bây giờ nhá, bằng một người ấy, ví dụ là cái này lao động thì cũng bình thường thôi, lái xe công tơ lơ, hiện nay thu nhập một tháng của người ta khoảng bao nhiêu?
lái công xe công container là như ở chỗ em đây là 18 đến 20 triệu. Ở Sài Gòn hiện nay ai có bằng lái xe container tôi giới thiệu cho làm lương tổng cộng một tháng, tất nhiên theo kiểu khoán ấy, trung bình là cỡ khoảng xấp xỉ 30 triệu. Đấy, cho tôi nên giới thiệu là như này. 2-3 ngàn đô du lịch Việt Nam bao lần cái đây không cần phải hỏi những chỗ này, cho nên là tôi phải, tức là ý em muốn nói ông là như thế, phải xác định được rằng hiện nay tôi nhìn thấy bạn đang ngồi lái xe tải đấy, thì những cái việc lái xe tải như bên mình bên Việt Nam bây giờ là vẫn tức là vẫn nhiều người kén rồi, không biết anh công nhận không? Bởi vì công việc ấy thuộc hệ nặng nhọc đấy. Cho nên là tôi thấy bạn chưa ngóc đầu lên được, bạn đang ở cái thế giới tự do đấy, tự do rồi. Nhưng còn thứ hai nữa, tôi cung cấp luôn cho bạn, bạn bảo là cái xã hội dân chủ đúng không, thì mới quan hệ được với các nước. Tôi xin thưa với bạn, Việt Nam gia nhập WTO, tổ chức thương mại thế giới, từ năm 1995 hay 97 đấy, đúng không? Đúng rồi. Rất nhiều nước gọi là tư bản dân đang đầu tư vào Việt Nam, chưa vào được cái WTO, đang lo chật vật. Thứ hai, cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP, Việt Nam là một thành viên ở đấy, rất bình đẳng. Và những cái hiệp định thương mại Việt Nam và EU, các nước Việt Nam đang rất bình đẳng, không kém cạnh gì với các nước tư bản cả. Cho nên bạn bảo là bây giờ phải thay đổi thế này, phải có cái đấy, là cái bạn không hiểu gì về cái với cái mới, tức là các nước người ta phải đầu tư vào Việt Nam. Đấy, hiện nay Việt đấy. Nam đang chọn lọc các nước đầu tư vào Việt Nam đấy, chứ không phải là không có nhiều bây nước muốn đầu tư Việt Nam, Việt Nam đang phải chọn lọc. Bây giờ bạn đang ngồi trên lấy cái xe tải, đi lái thuê xe tải mà còn kêu gọi là gì giàu có, phải nghĩ đến nhân dân, bản thân bạn chưa ngóc được ở cái sở đấy, đúng không? Thì chưa ngóc được, thế bạn bảo là rồi ấy xuống rồi mình mà là dân gì đấy, ngu dân ngu à? Thì không ngóc đầu lên được. Tôi xin lỗi bạn, đã ngu thì ở bất kỳ ở đâu cũng thế, không lo học hành, không lo chăm chỉ trau dồi kiến thức nghề nghiệp để làm ăn, mày chỉ đấu tranh chỉ có lên cung căng thôi. Lên cung căng may ra còn được đấy. Vào WTO là 2007, đúng rồi, xin lỗi tôi nhớ nhầm cái chỗ đấy. Nhưng mà đấy là một cái tổ chức thương mại tự do lớn nhất thế giới. Việt Nam có quyền xuất khẩu bất kỳ các cái nước ở thuộc thành viên của WTO và đã chơi với luật chơi của thế giới, đúng không? Các cái tổ chức đấy thì bạn không nhìn thấy Việt Nam năm vừa rồi tổ chức cái hội nghị APEC này, tất cả các cái nước mà đại gia cứ gọi đấy đều về ở đấy, về bàn về phát triển kinh tế, và rất nhiều các cái tập đoàn lớn về đầu tư ở Việt Nam. Cho nên là bạn lần sau bạn có lên ấy, thì bạn nên phải tìm hiểu, bạn nói cái gì mà chúng tôi có bằng chứng, chúng tôi công nhận, thuyết phục, đúng rồi, đúng không? Chúng tôi phục phải luôn, chúng phục luôn. Vâng. Đấy, thứ hai nữa là bạn bảo cái chế độ bây giờ Việt Nam là một trong những nơi bình yên, hòa bình nhất thế giới, đúng không? Một trong năm nước, một trong những nơi bình yên nhất thế giới. Và thứ hai nữa, bạn nếu mà bạn chắc là bạn đi xe tải thì cũng chẳng có thời gian để nắm bắt chuyện TV thời sự, cũng có thời gian đâu đi cày. Chúng tôi xin cấp thông tin cho bạn, ngày hôm qua cả thế giới đều nhìn vào hai miền Triều Tiên. Cái bắt tay sau hơn 60 năm đang thì cái đấy là một cái tín hiệu đầu tiên. Thì bạn nhìn vào đấy thì bạn xem người ta phỏng vấn một số người dân ở Hàn Quốc, một số người dân ở Triều Tiên, đúng không? Thì bạn thấy cảm nhận được cái giá của hòa bình, cái giá của thống nhất đất nước là như thế nào, đúng không? Đúng. Bây giờ như dân Hàn Quốc người ta rất giàu rồi, nhưng người ta đều đồng tình sát nhập, thống nhất hai miền. Đúng, có nước. Khổ có đúng. Khổ chúng tôi cũng chịu được. Khi đó có, đó là đấy, cái khát vọng về khát cái dân tộc của một của dân đúng. Tộc cứ của dân tộc người ta. Nghĩ rằng cứ có nhiều tiền rồi là đủ, các bạn nhầm to ở chỗ đấy. Cho nên nhân dân Việt Nam đã, tôi chưa cái chuyện đấy không nói, nhưng mà đã đổ ra bao xương máu, kể cả hai miền đều đổ bao nhiêu xương máu của con dân Việt Nam đã có nền độc lập thống nhất rồi, thì không có cái cớ gì mà nhân dân chúng tôi không giữ được, không bảo vệ cả, đúng không? Đúng rồi. Phải bảo vệ đến cùng cái thành quả của cái sự thống nhất, của cái sự bình yên này, chứ không thể là để như ví dụ như bây giờ ở các nước Trung Đông thì bạn okay. Các bạn này cũng chả để, nhưng
Trung Đông thì bạn biết rồi, sau khi thay đổi thì nó như nào, Myanmar thay đổi thể chế thì nó như thế nào, đúng không? Mà bây giờ cái nhân dân Hàn Quốc và nhân dân Triều Tiên, chưa nói lãnh đạo mà nhân dân người ta cực kỳ khát cao. Rồi. Cái người giàu rồi người ta cũng rồi thấy. Nguyễn Việt nói ngắn gọn, có nên... một số bạn rất nhiều và các bạn đấy thì xin trả lời thực diện vào cái câu hỏi lằng chằng của các bạn đấy. Rất còn bạn nói đấy, nhân dân chúng ta anh bằng à, ta có khổ tí chưa bằng các nước phát triển một tí cũng được, nhưng mà ta được cái bình yên, đúng không? Bình yên, hòa bình, hạnh phúc, vâng. Như thế là chúng ta bảo vệ thế thôi. Vâng. Còn những cái chuyện bây giờ này tôi cung cấp, bây giờ tôi lại cung cấp cho các bạn một cái chỉ số nữa, tức là Việt Nam hiện nay nhá, là tức là chỉ về chỉ số hạnh phúc ấy, đứng thứ 5 trên thế giới, đúng không? Như là Nguyễn Việt và tất cả các bạn đều biết rồi. Cái hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những người ta cảm thấy, tức là hài lòng với cuộc sống của người ta, người ta cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Chứ còn cái giàu sang phú quý cũng chỉ là một cái vấn đề của cái hạnh phúc thôi. Đấy, cho nên Việt Nam hiện nay nhá, theo khảo sát của một cái tổ chức thuộc chính phủ Anh, năm 2017, Việt Nam 140 nước thì Việt Nam đứng thứ 5 trên 140 nước về cái chỉ số hạnh phúc ở trong trên thế giới. Còn Mỹ đứng thứ 104 trên 140 nước. Đấy. Thì bây giờ những đúng. Người dân chúng tôi chỉ cần hạnh phúc thôi. Em cho em nói thêm một câu nữa. Rồi, các bạn đừng có ra rả suốt ngày kêu là các bạn yêu quê hương đất nước. Nói thẳng, các bạn nếu là những người yêu quê hương đất nước, biết nghĩ về quê hương đất nước, chính các bạn là những người phải kêu gọi, đúng không? Những cái chính phủ mà các bạn đang ở đấy giúp đỡ Việt Nam để Việt Nam phát triển, tạo điều kiện. Các bạn lại cứ tìm cách để dìm cho Việt Nam không. Nhưng mà cái việc đấy chúng tôi không đến chỉ đến, cho nên các bạn đừng có bao giờ hô hào lên là chúng tôi rồi, okay. Về yêu quê hương yêu đất nước, mà vì là sao? Vì các bạn làm không ra ăn, cực khổ quá. Cái thằng Hải Ngô này chúng mày ngu quá, đầu đất quá, các bạn quay về chửi quê hương đất nước chỉ có thế thôi. Cái loại như thằng Hải Ngô này phải đấy. Nói đi nói lại nhét cái chữ vào đầu mày mà mày cũng còn không hiểu chứ là bảo ở hải ngoại anh bằng ở hải ngoại ấy, có rất nhiều Việt kiều của mình làm ăn tốt, người ta làm được, kể cả người ta làm ra rất nhiều tiền, người ta làm cả cái chức vụ trong các chính phủ, nhưng khi đầy đủ rồi người ta lại nghĩ về chôn rau cắt rốn, người ta tìm cách âm thầm để về người ta giúp đỡ những người trong nước, giúp đỡ đất nước, có những cái sáng kiến để cho đất nước phát triển. Chứ còn những cái đội mà cứ lên cứ lằng nhằng này, em nói bác, vì nó làm không ra ăn, khổ cực quá, khả năng kém quá, không biết nói ai, xong quay ra là về là chửi là đổ tại quê hương đất nước, tại bố mẹ nó chạy sang bên đấy để bây giờ nó khổ sở như này, nó chỉ như thế thôi, còn rồi. Không phải nói gì nhiều cái bọn đấy cả. Rồi, cảm ơn. Xin chào cả nhà. Rồi, xin chào Nguyễn Việt. Rồi, xem nào, bạn xin mời bạn Trung Kiên nhé. Bạn Trung Kiên ok nhiều quá. Rồi, đang xin mời Trung Kiên. Rồi, các bạn nói ngắn gọn thì một số nhiều bạn đang muốn lên. Yeah. Rồi, xin chào Trung Kiên. Xin chào anh Bằng, xin chào tất cả các bạn trên diễn đàn. Anh Bằng ơi, em nghe rất là bức xúc về cái tên Jackson Bùi này. Thực sự là em không trời biết. Ơi, hôm nay đổi tên, trời nghe giọng thì biết ngay. rồi. Em không biết Jackson Bùi này ở đâu, ha, ở tiểu bang nào. Ha. Nhưng mà bây giờ em yêu cầu Jackson Bùi này nó đi xuống dùng em ở vùng Oakland và dùng San Jose của California. Nó sẽ thấy được những cái cảnh dân chủ Mỹ đó, biết bao nhiêu người homeless không, nằm ở coi như là họ cắm liều trên một cái con đường anh biết dài cả cây số đó, rồi bị những người cảnh sát Mỹ đàn áp nếu mà họ gây ra những cái phiền tối này nọ đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, đối với Jackson Bùi này nó còn quá trẻ, anh biết không, nó không có hiểu về dân chủ, cái từ dân chủ rất là phạm trù. Vâng. Đó. Dạ, cho nên nó chỉ biết chỏ mỏ gì Việt Nam, nó chửi, nó xuyên tạc thôi. Đó. Rồi á, em nhìn ở dưới anh biết có những cái tên như là Hùng Phạm và Hải Ngố này nọ đó. Đúng rồi. Những cái tên này anh thấy không, nó chỉ la lết hết diễn đàn này diễn đàn kia, nó mượn diễn đàn của mọi người đấy, chủ yếu là lên xuyên tạc thôi. Xuyên tạc. Nó thừa hiểu, nó thừa biết đất nước Việt Nam phát triển như thế nào và dân chủ, nhân quyền như thế nào, nó biết chứ. Chứ trình độ chúng nó nhá, anh
mình nói với này này đen lì này, trình độ chúng nó chưa thể tuyên truyền được đấy. Yeah. Tuyên truyền thì ông phải có trình độ chứ, cần cái như chúng nó đâu có trình độ đâu mà để mà tuyên truyền. Tôi xin mời đen lì. Dạ. Yeah. Thì đó, nó trình độ của chúng nó thứ nhất là cái kiến thức của tụi nó quá hạn hẹp anh. Đó, nó dạ một phần nó chỉ đọc báo, đọc thông tin này nọ một chiều ở bên hải ngoại này thôi, nhất là của rồi anh Nguyên chờ đi con. Đó, cho nên cái kiến thức nó quá hạn hẹp, cho nên cái tầm nhìn của nó cũng quá hạn hẹp luôn. Đó, rồi nó chỉ la lớp diễn đàn này diễn đàn kia để nó xuyên tạc, nó xấu đảng nhà nước Việt Nam. Rồi á, một mặt á thì nó lôi kéo, nó như là nó cố tình nó nhồi sọ những cái người nào nhẹ dạ cả tin ở trong nước. Đúng đó, để nghe theo chúng nó. À, đó là cái điều em rất là bức xúc. Dạ thôi em chỉ lên em nói vài lời rồi. Như vậy thôi anh Bằng. Rồi dạ, xin rồi xin chào. Dạ. Dạ, cảm ơn bạn, cảm ơn mọi người nha. Rồi. Dạ, dạ xin chào. Đen Lì là một người Việt kiều ở Mỹ. Thằng này nó sống bên Mỹ phải không anh? Đúng rồi, nó sống bên Mỹ, sẽ sơ bùi ở bên Mỹ. Nghe thì nó nói mấy cái điều mà nó em thấy bức xúc thì em lại dạy em bật điện. Anh xin lỗi, anh cầm anh ấy gửi lời yêu cầu, nhưng hiện nay anh chưa có camera. Rồi. Rồi, em nói ngắn gọn. Rồi. Em bức xúc qua thì em mới dạy em bật điện. Đấy, thế thì thực ra thì cũng từ lâu rồi mà ngày nào cũng thế. Cái bọn ba que thì nó cứ luôn luôn nói rằng là về cái vấn đề dân chủ và nhân quyền. Thì ở đây sau cái ấy này thì anh cho nó lên, em hỏi nó mấy câu để xem nó có trả lời được không. Cái thứ nhất là nó đã đọc cái tác phẩm khế ước của Loser chưa? Đấy là cái tác phẩm khế ước. Cái tác phẩm thứ hai là cái tác phẩm tinh thần pháp luật đấy, của Montaigne chưa? Đọc đi rồi hắn nghĩ về dân chủ nhân quyền. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hỏi cái thằng danh con ba que xem nó hiểu thế nào là dân chủ và nhân quyền. Nếu trả lời được câu này thì hắn nói về dân chủ dân nhân quyền, không trả lời được thì ông lại nên ông trả lời cho thằng danh con. Đấy là cái thứ hai. Thế còn cái thứ ba nữa là nó nói là chỉ có đảng viên mới giàu đúng không? Em xin giới thiệu mấy này. Em nói với anh là cũng chia sẻ một chút là thực ra thì đối với em ấy thì trước kia thì em cũng đã từng làm việc, nhưng vì thật sự là cũng qua một cái thời gian cống hiến và mình cũng đã cống hiến rồi. Đấy là cái bản thân của mình là em là đảng viên dưới rồi, là thực ra thì em cũng làm việc rồi. Thế và cũng trong cái quá trình làm việc thì mình cũng đã cống hiến được đối với những người vào đảng, người ta chỉ cái mục đích duy nhất là làm thế nào để có những cái mà bà con là được, tức là mình phục vụ hết mình đối với lại nhân dân. Đấy, em thì cũng trải qua một thời gian làm việc rất là dài, mười mấy năm, cũng đã từng làm ở cương vị lãnh đạo. Thế và nói thật với anh Bằng với mọi người là cũng vì cái điều kiện là kinh tế cho nên là em phải đi làm, mà hiện tại bây giờ em đi làm ấy thì đi làm vài công ty. Nếu như để mà nói một tháng lương của em thì nó tầm được khoảng 24 triệu, 25 triệu. Mà trong cái trang cá nhân của em đã truyền trực tiếp cái nghề của em thì bất cứ một huyện nào, bất cứ một tỉnh nào trên cả nước mình đều có, và cái mức thu nhập bao nhiêu thì người ta đều biết, chứ không để bảo là nói sai. Em làm nghề gì? Em làm nghề gì? Cho nên là anh cái thằng ba que nhá, mày nói, tôi nói mày đây, tao cũng làm đảng viên thật, nhưng tao đi làm ăn bên ngoài, bây giờ tao đi làm ở xa nhà, tao vẫn phải thuê nhà thôi. Còn mày nói là chỉ có đảng viên không mới chỉ có thế nọ thế kia không thì mới làm giàu được. Tao làm một tháng 20 mấy triệu, tao xin lỗi mày cái loại mày mà làm ở bên đấy, xin lỗi mày không thể bằng tao được với cái mức thu nhập và mức chi tiêu.
tao chấp mày luôn, mày có thích mày bỏ tiền về Việt Nam mày đúng không? Cái để cho nó hỏi nó xem là nó trả lời, nó hiểu thế nào là dân chủ và thế nào là nhân quyền. Anh cho nó lên, sau đó là nó không trả, nó để nó trả lời, xong rồi em sẽ lên em cái thằng này nó không có kiến thức gì đâu, anh cũng mời nó lên một hai lần rồi, nó đâu có kiến thức gì đâu. Anh ạ, không, nó nói như thế thì anh phải cho nó lên để cho nó trả lời, cho nó hiểu, cho nó nói rõ xem là chúng nó nói hiểu thế nào là dân chủ và thế nào là nhân quyền. Nếu như nó trả lời không đúng thì em sẽ trả lời, em sẽ thông não cho nó. Nhưng mà bây giờ thằng này nó chạy rồi. Đấy, cho nên là thực ra thì nó cũng có rất là nhiều cái điều mà mình muốn chia sẻ. Thế chứ còn mỗi một lần, mỗi một 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 ấy nó lại đưa ra những cái việc nọ việc kia, mà cái lý sự của chúng nó chỉ là lý sự cùn thôi. Đấy, cho nên là đối với bản thân em thì nói thật với anh Bằng với tất cả mọi người là cũng tắt điện đi ngủ rồi. Thế nhưng mà nghe nó nói bực quá cho nên nói mấy câu. Thế và để cho nó lên nó trả lời xem nó có trả lời được không. Nếu trả lời thì em sẽ lên em phản biện. Ok này. Rồi. Nếu mà nó còn đây. Nếu thì bây giờ này thực tế là cái diễn đàn của anh nói, là diễn đàn dân chủ. Anh mời hết lên. Ví dụ là những có những cái điều ví dụ anh muốn khách mời trả lời. Còn nói chung là những cái nó thì nói chung là nó nằm trong bàn tay anh trả lời được hết. Đấy. Thế cho nên này em nói thêm một chút này, Nếu như nó nói về phải có dân chủ mới lại nhân quyền thì các nước mới làm ăn với Việt Nam thử hỏi cái thằng óc chó Việt Nam hiện tại bây giờ quan hệ mới trên 200 quốc gia. Bao nhiêu nước người ta đầu tư vào Việt Nam làm ăn. Đến người ta vào nhà nước mở đầu tư vào khu vào đặc khu thì chúng nó lại hô hào lên chúng nó bán đến Trung Quốc. Người gì thế nào? Thế còn nó nói là Việt Nam nghèo thì thử hỏi xem là em vừa đấy có cái anh nói là người homeless vô gia cư ở Mỹ, em không cần nói đến các nước khác mà em chỉ nói là cái người homeless của người Việt tại Mỹ, người ta quay trực tiếp lên là có người homeless ở viện người Việt Nam sống tại Mỹ sống homeless 2 năm trời mà không có tiền để mua bát phở ăn đấy. Các anh nếu như các anh thực sự mà vì người đó, vì các anh bảo là vì dân ấy, thì các anh hẳn lo cho những người homeless ở bên đấy, homeless người Việt sống tại Mỹ đi chứ đừng nói có nói về Việt Nam ở đây. Còn Việt Nam đây phải nói rõ nhé, Việt Nam như thế nào thì không liên quan đến chúng mày không phải là người Việt Nam, nói cho chúng mày biết thế. Còn nghèo tại sao nhá, còn nghèo đối với chúng ta nghèo còn sướng hơn chúng mày nhiều, nói lép một câu. Đấy, cho nên là em nên chia sẻ như vậy thôi. Thì nếu như tí nó lên thì anh xin phép mà anh Bằng với lại mọi người là cho phép em lên. Rồi.